Chúa ở cùng anh chị em. Cha ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Tôi là mục tử tốt lành. Người mục tử tốt lành thì thí mạng sống mình vì con chiên. Những người làm thuê không phải là chủ của chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi trông thấy sói đến, hắn liền bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê liền chạy trốn, vì nó là đứa làm thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Còn tôi là mục tử tốt lành. Tôi biết các chiên của tôi, và các chiên của tôi cũng như cha tôi biết tôi, và tôi biết cha, và tôi thí mạng sống vì đàn chiên. Tôi còn nhiều con chiên khác không thuộc về đàn này. Cả những con chiên đó tôi cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên mà thôi. Vì lẽ này mà cha yêu mến tôi, đó là tôi thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống được khỏi tôi, nhưng tự tôi thí mạng sống. Tôi có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy nó lại. Đó là mệnh lệnh tôi nhận nơi cha tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. My dear friends, during the First World War, 1914-1918, there was a young French soldier who was seriously wounded. His arm was so badly broken, and that it had to be amputated, cut away. As he was young, he grieved the surgeon that he would have to go through life without one arm. So he waited by his bedside to tell him the bad news when he recovered consciousness. And when the soldier came to, the surgeon said to him, "I'm sorry to tell you that you have just lost an arm, the right one." To which the soldier replied, "Doctor, I did not lose any arm. I gave it for my country." It's beautiful. Jesus did not have to suffer and die in the way he did. He suffered because he cared about the flock. He said, "I am the good shepherd. I lay down my life for my sheep." And Jesus' life wasn't taken from him, nor did the Father demand it of him. In the past, there was a kind of atonement theology that suggested that Jesus was the torture victim of a vindictive and punishing Father God, whose appetite for retribution will only be satisfied by the torture and the death of his son. This is completely off the mark. You see, Jesus' death was not by divine decree, but by the decree of those who reject him and reject his message. I mean, reject his love. The death of Jesus in the Father's purpose and in the Son's acceptance was a gesture of sheer love. We see God's love in the fact that He sent His Son to us, knowing that His mission would demand His life. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người chăn chiên mà tốt
thì yêu thương con chiên. Mà Chúa Giêsu còn nói rõ là biết tên từng con một. Người chăn chiên cũng biết vì kinh nghiệm của ông, chỗ nào là đồng cỏ xanh, chỗ nào là sình lầy với đĩa và rắn, chỗ nào là gai góc. Con chiên thì dại, hoàn toàn không biết. Nơi nào có suối, nơi nào có đĩa, không biết. Chiên chẳng biết gì. Nhưng làm sao để chiên nghe lời chủ mà đi theo? Đó là vấn đề. Đó là nỗi khổ tâm của Thiên Chúa là đấng chăn chiên. Nhất là của đấng Thiên Chúa làm người là Chúa Giêsu. Khi vừa chợt thấy một bãi cỏ xanh trước mặt, màu xanh đầy quyến rũ, thì bầy chiên xôn xao muốn bỏ bầy để tách rời, để chạy vào đồng cỏ đó. Cũng như con người chúng ta, lúc buồn, lúc thất bại, lúc oan vu, lúc bệnh hoạn, chợt thấy hạnh phúc mờ ảo, cứ tưởng đó là mưa trời bát ngát, cứ tưởng đó là hạnh phúc thật, lại xa vào. Người chăn chiên là Thiên Chúa biết đám cỏ xanh kia tuy nó đẹp, nhưng nó mọc trên bùn, bên dưới có rắn rết. Nếu chiên đến, chiên sẽ xa lầy và có thể chết trong đó. Đĩa sẽ hút máu, rắn độc sẽ giết chết. Nhưng chiên đâu biết. Chiên cứ muốn xuống, chiên chẳng nghe lời chủ. Và người chăn chiên rất đau khổ khi thấy chiên mình đi vào con đường chết. Tôi nghĩ Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu là nhân cách hóa của một Thiên Chúa làm người, thì chúng ta dễ hiểu hơn nói Thiên Chúa Cha. Bao nhiêu lần con người đi tìm hạnh phúc giả trong tội lỗi và khoái lạc, thì những hạnh phúc giả đó có thể diễn ra dưới nhiều hình thức lắm. Ví dụ, một mối tình mới khiến chúng ta bất trung trong tình nghĩa vợ chồng. Ví dụ, một gian tham bất chính, nhận hối lộ hay ăn cắp, vì nghĩ ra rằng gia đình đang cần, gia đình có món tiền đó sẽ hạnh phúc hơn, hạnh phúc giả. Thật sự không ai trong chúng ta muốn có hạnh phúc giả, không ai muốn. Chỉ vì làm biếng đi tìm hạnh phúc thật, nên cứ thấy cái nào thoáng là hạnh phúc là xà vào. Chúa thì Chúa biết rõ đâu là hạnh phúc thật, đâu là hạnh phúc giả, sẽ để lại những chán chường. Nhưng biết làm sao? Chúa thương ai thì thỉnh thoảng Chúa sửa dạy. Người nhận ai làm con thì người mới cho đòn, cho roi. Vì còn gì là người con nếu người cha không thương yêu dạy dỗ? Mà hãy sửa dạy thì có đau đớn, nên nhớ vậy. Nhưng nếu không sửa dạy thì cha không còn là cha nữa. Cha chỉ là một người cha nuôi hay một người cha thuê. Cho nên đời chúng ta cũng vậy. Trong cuộc đời quý ông bà cũng nhìn thấy có người cha người mẹ nào không lo âu khi thấy con mình mon men đến vực thẳm. Vực thẳm có nhiều hình thức, của nghiện ngập, của đam mê, của gian dối, vân vân. Mà hãy có sửa phạt thì có đau lòng, chỉ có buồn chứ không có vui. Ở đây tôi muốn nói có những con chiên cố ý đi lạc đà, tội nghiệp, không ai trách, không ai kết án. Nhưng nên nhớ những con chiên ấy Chúa không bỏ bao giờ. Chúa vẫn bỏ công ra để đi tìm, để vác nó về. Chúa không thể nào vì con chiên muốn lạc đàn mà giơ gậy để đánh nó, để nó đừng đi. Chúa không làm vậy. Chúa không thể đánh chết con chiên của mình vì Chúa thương yêu nó. Nhưng nó quyết định đi thì tội nghiệp Chúa chỉ biết đứng nhìn, tiếp nối và thương. Đó là tấm lòng của người cha, của một người chăn chiên nhân lành,
mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Xin Chúa cho tất cả những người làm cha làm mẹ trong mỗi gia đình cũng là những người chăn chiên, 5-6 con chiên, 2-3 con chiên vất vả để mà chăn. Huống chi Thiên Chúa hàng triệu hàng tỷ con chiên, không con nào giống nhau hết. Mỗi con đều có những đam mê, những hoài bão, những cái sở trường sở thích rất khác biệt nhau. Cho nên tôi cảm phục một Thiên Chúa tài ba. Nếu chúng ta tin rằng mỗi lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa đều nghe, không có gì chứng minh được hết. Khoa học đâu thể chứng minh hàng tỷ người nói mà một người nghe. Nếu không có đức tin để tin điều đó thì chúng ta không tin được đâu. Vậy khi không tin thì chúng ta không cầu nguyện, Chúa đâu nghe. Giống như đứa nhỏ mà nó cứ ngồi trước phòng bà nội nó xin lễ Giáng sinh này, xin Chúa gửi cho con chiếc xe ba bánh màu đỏ. Con chị ngồi đằng bàn xem tivi, nghe nó đọc kinh thấy hay hay, tới gần thấy nó đọc lại: mùa Giáng sinh xin Chúa cho con chiếc xe ba bánh màu đỏ. Nó nói 7-8 lần, con chị nói: Chúa nghe rồi, đừng nói nữa. Thằng nhỏ nó mới nói: bà nội chưa nghe. Tại vì Chúa không cho tiền được, bà nội mới cho. Thật sự Chúa nghe, và Chúa có cách để giải quyết như tâm tình của một người chăn chiên vậy. Và những gì chúng ta làm cho gia đình xin đừng kể công, giống như người lính trong câu chuyện của Thế chiến thứ nhất, người lính Pháp bị cưa một tay. Bác sĩ nói: anh mất một cánh tay. Anh nói: không, tôi dâng cánh tay đó cho tổ quốc đẹp hơn. Làm tôi nhớ tới câu chuyện có một em bé, nó viết văn mà nó viết thế này. Bên Việt Nam á, người ta đăng lên internet á: các em hãy nói về các chú thương binh ở trong xã, trong làng, trong ấp của em. Một em hăng hái viết liền và được đăng báo đó. Làng em có một chú thương binh, chúng em rất mang ơn chú vì chú đã vất vả vì tổ quốc. Hay quá. Chú bị thương 2 lần, một lần ở Ban Mê Thuộc và một lần ở đùi. Nó không có liên can với nhau ấy. Thật tội nghiệp. Một lần Ban Mê Thuộc, một lần ở Võ Đức chẳng hạn, một lần ở Tánh Linh chẳng hạn, chứ còn gì một lần ở Ban Mê Thuộc, còn một lần cái gì ở đùi. Đó là trẻ con. Xin tiếp tục dâng thánh lễ để cầu xin cho từng người trong gia đình, các bậc làm phụ huynh. Chúng ta không thay thế Chúa Giê-xu đâu, chúng ta chỉ đại diện Chúa để chăn dắt con chiên mà Chúa trao cho chúng ta thôi.